Hello hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel và mình là Thương Bình. Chào mừng bạn tới với bài thứ tư của chuỗi bài 5 ngày tập yoga liên tiếp 10 phút mỗi ngày cho cơ bụng, mông và đùi. Nào, trải thảm ra và bắt đầu bài tập của ngày hôm nay, bài thứ tư. Hãy đứng lên giữa thảm và mở rộng hai chân của bạn ra bằng hông. Sau đó bạn chống hai tay lên phần hông và bạn tập, mình sẽ warm up cho phần eo, phần mông và phần đùi một vài nhịp nha. Hít vào, vươn tay trái lên và nghiêng người hết qua bên phải, nghiêng qua, giữ cho người bạn ở mặt phẳng ngang, rướn qua từ từ, kéo giãn ra. Hít vào lên, thở đổi qua bên kia, kéo tay phải nghiêng về bên trái. Hít lên, thở ra nghiêng. Hít, thở. Hít, thở ra. 2, thở ra. Và nhịp cuối cùng, thở dài ra, nướn ra. Sau đó bạn vươn lên và hít, vươn hai tay lên trời, rướn lên. Mình xoay mặt về bên này cho mọi người dễ nhìn. Bạn giữ hai chân rộng bằng hông và siết cơ bụng vào. Bạn đổ rạp người về trước, vuông góc 90 độ với mặt sàn, rướn ra. Đẩy mông nhiều về phía sau, cánh tay vươn thẳng về trước, mắt nhìn xuống sàn. Hít vào, vươn lên. Thở ra, gồng bụng, đổ người 90 độ về phía trước, rướn ra. Hít, thở ra, đổ về trước, rướn người, chỉ mông ra sau, cánh tay rướn về trước. Hít vào, thở rướn ra. 3 nhịp nữa, hít vào, đẩy mông siết bụng đùi, thở rướn ra. 2 nhịp nữa, hít vào, rướn lên, thở đổ về trước, vươn ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào, vươn thẳng lên, thở đổ về trước, rướn ra, rướn hết, rồng người lại, vươn cánh tay ra và thả lỏng người xuống sàn, thả lỏng cùi chỏ tay, thả lỏng cánh tay, mềm lồng ngực xuống. Sau đó bạn từ từ khuỵu gối, khuỵu gối, khuỵu gối, hạ mông, khuỵu gối, hạ mông cho tới lúc bạn ngồi được xuống dưới sàn, hai tay chắp về trước lồng ngực. Từ vị trí ngồi squat, bạn hãy từ từ chống hai tay về trước và khép mũi chân, gót chân của bạn chạm vào nhau. Sau đó bạn chống tay và nâng gót chân lên. Bạn hãy giữ cho mũi chân bạn dưới sàn, nâng gót lên và chạm mông ngồi vào gót chân. Lúc này cơ đùi của bạn sẽ hoạt động rất là mạnh để giữ cho cơ thể bạn thăng bằng. Chắp hai tay về trước lồng ngực và ngồi lên gót chân. Đây là tư thế toe stand, đứng trên ngón chân. Giữ chặt lại một nhịp nữa. Hít, thở dài ra. Cơ đùi của bạn đang căng lên rất nhiều. Một nhịp nữa, hít sâu. Rồi thở ra, thả lỏng ra và hạ gót chân xuống sàn. Lắc lắc lại gót chân một chút xíu. Lắc qua lắc lại gót chân. Và mình sẽ tập lại động tác này một lần nữa với cánh tay vươn lên. Giữ hai chân khép lại. Chống tay về trước và bạn nâng gót chân lên khỏi sàn. Sau đó bạn hạ đầu gối xuống và lần này bạn vươn cánh tay lên trời, rướn cánh tay, hai tay chắp lại, vươn thẳng lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, bám hai ngón tay cái và rướn toàn bộ các ngón tay còn lại vươn lên, giữ trụ lực chắc ở đùi và mông, đứng lên ngón chân. 5 4 3 2, một nhịp nữa thôi. Và một, từ từ hạ gót chân và đưa chân bạn về trước, lắc lắc chân nhẹ nhàng. Từ đây hãy nằm ngửa người ra, nằm về giữa thảm, chống hai chân vuông góc xuống sàn. Mình sẽ lên tư thế cây cầu, bám hai chân chặt, vươn hai tay qua quả đầu và nâng hông lên, đạp chặt chân vuông góc, nâng cao lưng lên. Thở ra, vừa hạ tay, vừa hạ mông.
chạm xuống sàn. Hãy lặp lại, hít vào, rướn lưng cao, vươn cánh tay. Thở ra, hạ mông, hạ chân, hạ tay. Hít, đạp chắc bàn chân, bạn đừng nhón mũi chân lên mà cố gắng đạp nguyên bàn chân dưới sàn. Thở ra. Nào hãy lặp lại 5 nhịp, hít sâu, rướn, vươn người lên. Thở ra, hạ xuống. 4, hít vào, rướn lưng vươn, người đẩy ngực lên. Thở ra. 3, hít vào, rướn lưng vươn, người rướn lên. Thở. 2, đạp chắc chân, rướn, 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 vươn lên. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào, rướn cao người, vươn cánh tay, nâng lên. Rồi thở ra. Hãy lắc đầu gối qua hai bên, thư giãn bắp đùi một chút và mình sẽ quay lại tư thế cây cầu. Hai chân đạp chắc, hai bàn tay duỗi theo người. Bạn nâng hông cao lên và đan các ngón tay vào dưới lưng. Lách cho hai bả vai chui vào trong, hai bàn chân đạp chắc. Sau đó bạn khép mũi chân và gót chân chạm được vào nhau. Đầu gối của bạn chạm vào nhau luôn. Từ đây bạn đá chân phải cao lên và chỉ mũi chân phải lên trời. Rồi giữ lại một chút xíu. 3, cố lên giữ chắc nào. 2, và 1, gỡ hai tay ra. Hạ mông xuống sàn, lặp lại 5 nhịp. 1, hít vào, nâng mông lên. Thở ra. 3, hít vào, nâng mông lên. Thở ra. 2, hít vào, nâng cao mông. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào, nâng mông rướn lên. Sau đó bạn đạp chân vào nhau, chập hai chân, hai đầu gối khép chặt, đan cánh tay lại và đá chân trái cao, chỉ mũi chân trái lên trời. Gồng bụng lại giữ. Giữ một chút xíu nữa thôi. Mũi chân kích hoạt rướn lên, rồi từ từ bạn mở hai tay ra, hạ mông xuống sàn. Hít vào, chỉ vươn lên. Thở ra, hạ mông xuống sàn. Hít vào, 4. Thở ra. 3. Thở ra. Đạp chắc chân, 2. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào, rướn lên. Rồi thở ra. Hạ chân và lắc lư hai đầu gối của bạn về hai bên. Hãy đổ hết đầu gối về bên phải và xoay mặt xoắn vai về bên trái. Sau đó đổ hết đầu gối về bên trái, xoay mặt xoắn vai về bên phải. Và quay về giữa. Hai tay bạn đặt lên bụng, hai đầu gối bạn mở rộng, hai bàn chân mở rộng ra một chút xíu. Nhấn phần thắt lưng xuống dưới sàn. Hít và thở nhẹ nhàng. Cảm nhận đồng bụng và lồng ngực nâng lên, bơm đầy khí vào khi hít. Hóp bụng hạ xuống, thở sạch sẽ hết khí khi thở ra. Một nhịp cuối cùng, hít vào thật sâu. Và thở thật chậm ra. Mở mắt ra, hai chân chéo và bật người, ngồi thẳng lưng lên. Cảm ơn bạn đã tập cùng Blog Yogi Travel và Thương Bình trong 10 phút tập yoga vừa rồi. Hẹn gặp bạn vào ngày mai là ngày thứ 6 rồi, là ngày cuối cùng của chuỗi bài tập. Nhớ tập đúng giờ và nhớ duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày nha. Tạm biệt và hẹn gặp bạn vào ngày mai.